Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Chiều tối thứ hai ngày 24 tháng 7 năm 2023, từ Eco Park, Vendo, thủ đô Hà Nội, nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, hôm qua tôi có làm một clip về vấn đề tổng biên tập báo Bắc Giang là ông Trịnh Văn Ánh gửi thư trả lời cho anh Trần Cường, tức là kênh Cường Béo đó, thì tôi nhận rất là nhiều điện thoại, messenger và ý kiến của rất nhiều người. Về phía mà gọi là ủng hộ cho tôi gõ cửa các cơ quan, các ban, các ngành đó, thì phải nói là vô số, nhiều lắm. Con số đó tôi nghĩ rằng lên tới 97-98% lận. Còn những người nghĩ rằng là ôi anh Hùng giàu có đúng đi nữa đó, thì các cơ quan chức năng ở đây đó họ cũng sẽ không giải quyết rốt ráo đâu. Phủ bên phủ, huyện bên huyện. Nên nhiều khi mình làm vô ích. Và anh Hùng khi mà làm chương trình như thế này đây đã được 97-98%, clip nào cũng được sự ủng hộ cao như thế, 100 triệu dân thì coi như là 99 triệu hơn rồi đã ủng hộ anh Hùng. Thì anh Hùng cứ làm theo lời của Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn đã nói với anh Hùng rồi. Đó là chó sủa mặt chó, đường ta, ta cứ đi. Tại sao anh Hùng phải lo ba cái chuyện này, loay hoay mãi làm gì, mất thời giờ. Và nhiều khi anh Hùng làm như thế đó, chuyện mình đúng, nhưng trên tâm lý người ta thấy mình về trong nước mình ồn ào quá, các cơ quan, các ban, các ngành cũng cảm thấy khó chịu. Tại sao mình đúng thì mình không có sợ? Thưa quý khán giả, đó là hai luồng ý kiến. Cái luồng ý kiến nhiều là bên phía của là những người ủng hộ cho tôi làm đến nơi đến chốn, gõ cửa các ban, các ngành. Không phải là chữ kiện cáo, mà tại vì tôi chưa phải là công dân Việt Nam. Gõ cửa các ban các ngành thì gửi các thư, thư mà gọi là khiếu nại hay thư gì đó tới các ban các ngành. Còn một bên thì nói rằng là chứ ở thì cứ thích làm theo như gì đó đi, nhưng mà sẽ không có đi về đâu. Quan trọng nhất là mình sống đúng lương tâm của mình, ngay thẳng thì tốt hơn. Tôi có trả lời với cả hai bên phía góp ý như thế. Tôi nói cho tôi thêm thời gian suy nghĩ. Tôi có suy nghĩ đó, để tôi cân nhắc, và đặc biệt là tôi cần phải tiếp xúc với những ban ngành quan trọng mà tôi nghĩ rằng là cần, để tôi nghe ý kiến của họ. Nhưng điểm này là điểm thứ hai mà tôi muốn nói. Đây là những người nói là việc mà anh Hùng lên trên clip như thế đó, nó có hợp hay không? Tại vì thư đó được gửi chỉ riêng cho anh Trần Cường, mà anh Hùng nói rồi anh Hùng công bố luôn, thì nó có vi phạm pháp luật hay không? Tôi trả lời trên phương diện luật pháp của Mỹ đó, trong đó có nhắc tên tôi và những điều bịa chuyện vu khống mạ lị tôi, thì tôi không đồng ý, tôi phải trả lời. Vì sao? Báo Bắc Giang, tổng biên tập là ông Trịnh Văn Ánh liên lạc với ông Trần Cường, nói thẳng tên tôi, tức là nói xấu tôi về người thứ ba, với người thứ ba đó. Mà tôi là nạn nhân, tôi là bị hại. Thì đây là việc làm là đối với tôi theo luật pháp của Mỹ là vu khống nhé. Vì có người thứ ba. Mà nếu người thứ ba như vậy mà tôi biết rồi mà tôi thinh lặng thì tức là tôi đồng ý. Bởi vậy cho nên tôi phải nói công khai là vì lý do đó. Còn nếu mà ông Trịnh Văn Ánh viết trả lời cho ông Trần Cường chuyện gì khác mà đừng có nhắc tên tôi, thì tôi mang ra thì tôi mới có lỗi. Còn đây là ông nhắc tên tôi rồi, mà nhắc tên đàng hoàng là chữ Hoàng Duy Hùng, với những gì đó luôn và lý luận tùm lum hết. Thì nếu tôi không biết thì thôi, mà tôi đã được biết, mà tôi thinh lặng là tôi đồng ý. Đó là luật. Tôi không đồng ý thì tôi công khai. Mà tôi công khai thì tôi cũng nói luôn là tôi gửi công khai ra ngoài, vì tôi đã nói là tôi gửi các ban các ngành. Thì tôi chịu trách nhiệm đó. Nếu mà đó, những cái gì đó mà ra ngoài đó, thì tôi chịu trách nhiệm. Báo Bắc Giang cứ kiện tôi, ông Trịnh Văn Ám cứ kiện tôi đi, đối diện với tôi đi. Tôi là con người ngay thẳng, dám nói, dám làm.
Vì tôi chủ trương là trắng trong con tim, trắng trong suy nghĩ và trắng trong hành động. Không có gì để sợ hết. Tôi đang ở Hà Nội, ông Trịnh Văn Anh thấy rằng là cần cứ báo cáo với các ban, các ngành hoặc là Bộ Công an. À, có xem thử là thủ lĩnh cách mạng trắng như thế nào là ông Hoàng Duy Hùng đó. Bắt tôi đi. Còn nếu ông muốn đối chất với tôi công khai đó, thì tôi mời. Tôi mời mà. Nhưng tôi ở đây chỉ có vài ngày thôi. Tuần tới thì tôi đi công việc khác rồi. Thì đó là lý do thứ hai tôi muốn nói rất rõ ràng. Là tôi là người công bố những cái gì đó mà gửi cho ông Trần Cường. Trần Cường gửi cho tôi đọc, tôi thấy tên tôi không đồng ý thì tôi công khai phản đối. Và tôi gửi cho các ban, các ngành và tôi gửi cho gì đó. Thì nếu có ra ngoài thì đó là tôi chịu trách nhiệm, tôi công khai chuyện đó. Điểm thứ ba đó là trong lá thư mà ông Trịnh Văn Ánh gửi cho anh Trần Cường thì ông Trịnh Văn Ánh không nói rõ tại sao hai bài trước mà đã đăng với cái nick gọi là Kinh Bắc Thăng Long thì ai cũng biết ta Kinh Bắc là Nguyễn Tuấn Anh rồi, thì đã hạ xuống. Ông Trịnh Văn Ánh là tổng biên tập, ông biết là khi một bài của mình đăng lên rồi và theo luật báo chí, tôi nghĩ là khắp nơi trên thế giới giống nhau, khi ông đăng lên rồi mà ông thấy gì sai trái ông rút xuống thì ông phải xin lỗi người ta. Ông xin lỗi tại sao ông rút xuống, ông phải cắt nghĩa tại sao ông rút sai bài đó xuống. Thì tôi không thấy ông Trịnh Văn Ánh xin lỗi hoặc là cắt nghĩa tại sao rút hai bài báo đó xuống. Mà làm y như là rút xuống là vì là những gì đó rồi còn nói ngược lại tấn công và đe dọa ông Trần Cường. Đe dọa ông Trần Cường là nào là vi phạm điều này, nào là vi phạm điều nọ. Rồi là kết tội là những như thế là ủng hộ Hoàng Duy Hùng là vi phạm Bộ Luật Hình sự 331. Thưa quý khán giả đó, trên phương diện về luật ở Mỹ, chứ tôi không nói luật Việt Nam nha, trên phương diện về luật về Mỹ đó, ông Trần Cường có quyền kiện ông Trịnh Văn Ánh là tại vì sao? Ở trong đó là đe dọa. Đe dọa thì có nhiều hình thức đe dọa. Đe dọa về vấn đề sức khỏe, về vấn đề sinh mạng, đe dọa đốt nhà, tất cả những đó đều là đe dọa. Còn đây là đe dọa tù đầy cũng là đe dọa. Đe dọa. Anh Trần Cường có quyền kiện ông Trịnh Văn Ánh về cái tội đe dọa. Đe dọa là nói là vi phạm luật pháp để có những cái sự tù đầy. Nhưng tôi không phải là luật sư ở Việt Nam, thì tôi chỉ nói là cái khía cạnh pháp luật của Mỹ là như thế. Đó là tội đe dọa. Vì sao? Đáng lẽ ông Trịnh Văn Ánh trả lời phải rõ ràng là tôi rút hai bài báo đó xuống vì lý do này, lý do nọ. Và tôi làm cái gì đó thì không đúng á, thì tôi xin lỗi anh Trần Cường. Nhưng đây không có xin lỗi mà còn quay ngược lại, bịa chuyện về tôi rồi nhé. Quay ngược lại rồi tấn công anh Trần Cường. Và tấn công những chuyện nhỏ mọn đó. Tôi nói thí dụ là tôi xuất bản Cách mạng trắng năm 2013 trong khi tôi còn là nghị viên. Và tôi công khai chấm dứt, tức là vất Cách mạng trắng vào trong thùng rác vào năm 2019. Công khai trên kênh tôi khi tôi có kênh vào năm 2020. Thì ông Trịnh Văn Ánh chỉ xoáy vào cái chuyện mà ông Trần Cường nói là ông Hoàng Duy Hùng vất vào thùng rác cuốn Cách mạng trắng vào năm 2004. Rồi ông lý luận là không, Cách mạng trắng in từ năm 2013 thì vất vào thùng rác sao được vào 2004. Văn nói và nhiều khi văn viết cũng có nữa, người ta lộn, người ta nói lộn năm thôi. Nhiều khi có những người là nói là năm 1900 mà thực sự đó là năm 1800. Nói lộn. Và coi thử là bên đó họ nói lộn không biết bao nhiêu mà kể cơ. Thì nói lộn cái đó là ai cũng biết đó là nói lộn. Nhưng ông Trịnh Văn Ánh dựa vào đó để làm căn cứ tiếp tục tấn công ông Trần Cường. Và điều nữa đó là những gì mà tấn công ông Trần Cường thì đã được tung cho những người khác ở trên các kênh khác nói đi rồi, nói trước. Thì đó là một sự toa rộng.
Nhưng tôi biết là sau khi mà tôi lên tiếng thì chắc những cái kênh kia, những cái như vậy đó là rút hết. Xóa, xóa bằng chứng mà. Tôi biết. Mà tôi đâu có ngại chuyện đó. Vì sao? Có người ngay thẳng làm cái gì mà cứ phải lấp lấp ló ló, từng là một cái gì đó kinh khủng lắm mà cứ phải núp dưới kênh gọi là va Hoàng Duy Hùng, đập Hoàng Duy Hùng, rồi làm cái trò không có phải là nhân cách của một quân tử, mà đó là nhân cách của tiểu nhân. Người ta có nói rằng là chứ e ngại tiểu nhân hơn là e ngại quân tử. Nhưng tôi không có e ngại tiểu nhân luôn. Vì sao? Tôi đã chủ trương là trắng trong con tim, trắng trong suy nghĩ và trắng trong hành động. Tôi không có ngại. Nhưng mà đối với tôi đó là nhân cách tiểu nhân. Nhân cách đó đó, nó không có xứng tầm với tôi. Vì sao? Tôi có nhớ câu chuyện của ông Henry Kissinger khi ông vào trong bàn hội nghị với ông Lê Đức Thọ và bà Nguyễn Thị Bình. Thì sau này ông viết trong quyển hồi ký của ông nói rằng là những người đó là kẻ thù, nhưng là kẻ thù xứng tầm. Những đối thủ xứng tầm, worthy enemy. Còn cách hành xử đó đối với tôi không xứng tầm. Không xứng tầm. Rồi là mượn những người này người nọ, đó là bè phái, phe nhóm lợi ích đó. Nên đối với tôi không xứng tầm. Và cũng chính vì như thế đó, đôi lúc tôi cũng suy nghĩ với những người không xứng tầm như thế này, tôi chắc cũng chả thèm mà phải gọi là gõ cửa, cắt cửa công an, cắt cửa các ban các ngành nữa. Đối thủ không xứng tầm. Nhưng mà loại tiểu nhân thì cái dai dẳng đi theo cắn, cắn ngày, cắn đêm, chỗ này, chỗ nọ. Rồi nhờ cái vị thế từng là cái gì đó để gọi là nhờ ai đó để làm những cái bài như vậy. Như có người đã từng nói với tôi, với cái tư cách như thế đó thì lâu lâu anh Hùng thấy cần anh Hùng giả vờ nhả ra một cục để cho họ đớp đi. Tôi cũng suy nghĩ đó. Tôi cũng suy nghĩ thiệt chứ không phải giỡn đâu. Vậy là tôi đã nói được 4 điều mà tôi muốn nói. Điều thứ 5 mà có người hỏi là chứ vậy bên phía của ông Trịnh Văn Ánh hay là ai đó có liên lạc với anh Hùng chưa? Thưa chưa. Tôi theo chủ trương đó là nói đúng lương tâm của mình, như tôi nói là trắng trong suy nghĩ, trắng trong con tim và trắng trong hành động. Nên tôi nói đây là do cái sự bức xúc của tôi. Và vì những người góp ý với tôi cân nhắc rồi tôi mới trả lời rõ ràng công khai. Sau khi mà trả lời như thế này rồi đó, thì tôi mới sẽ hỏi ý kiến một số ban ngành tôi nên làm như thế nào. Còn tôi chưa có một ý kiến nào hết. Nhưng mà tôi nói đây là do bức xúc cái đã. Tôi chưa có ý kiến nào của các ban các ngành. Ý kiến của nhiều cá nhân thì có, nhưng chưa có ý kiến nào của các ban các ngành. Và hai ý kiến đó, hai cái luồng ý kiến đó, bên này thì rất là nhiều nhé. Bên mà gọi là ủng hộ cho tôi tới gõ cửa các ban các ngành thì rất là nhiều. Còn mà bên mà nghĩ rằng là không nên thì nói là ít nhưng mà lại rất là chiều sâu. Hai cái khác nhau rất là chiều sâu. Thì tôi xin cân nhắc. Và vì vậy cho nên tôi mới nói là cân nhắc từ hôm qua tới giờ đó, những cái điều chưa đủ thì tôi bổ sung. Và những gì đó mà nó cáo buộc tôi tung tin ra ngoài gì đó thì tôi nói tôi là người tung tin ra và lý do về pháp luật nó như thế nào. Tôi minh bạch chuyện đó. Đó là những điều mà tôi muốn xin thưa với quý khán giả. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.